chào bạn những ngày gần đây cuộc sống của bạn thế nào có buồn vui có nhiều năng lượng tích cực lạc quan vui vẻ và yêu đời không có bao giờ bạn nghĩ nếu trong giây phút này chúng ta được nói lời cảm ơn nói lời biết ơn thì bạn sẽ nói lời biết ơn tới điều gì đầu tiên đối với mình trong giây phút này thì mình muốn nói lời cảm ơn tới chính bản thân mình vì mỗi ngày thức giấc được khỏe mạnh được làm việc mình thích, được gặp người mình yêu, được ăn món mình mê thì đúng là phải biết ơn cái cơ thể này trước, phải không nào? Và đây cũng chính là hành trình mà trong một năm qua mình tập trung nhiều hơn để học cách tu tập để kết nối với cơ thể của mình. Và video ngày hôm nay thì đơn giản đó là một sự chia sẻ nho nhỏ về cuộc sống của mình cũng như là giải đáp một số thắc mắc mà các bạn đã gợi tới mình trong thời gian vừa qua. hello xin chào các bạn là mình mia naui cảm ơn những ai đó đã bấm vào đường link này và cùng xem video này cùng với mình đây là một cái video mà mình chia sẻ thôi phải nói là cũng khá là lâu rồi rất là lâu rồi hiện tại thì mia không còn làm nhiều video nữa làm những cái video về cuộc sống hay là đi du lịch nữa tại vì phải nói thực sự rằng ấy, cái quá trình mà làm video đó mọi người nó rất là mất nhiều thời gian mất rất là nhiều công sức và thêm một lý do nữa đó là hiện tại thì mình cũng khá là bận ý cho nên là cũng không có thời gian làm video tuy nhiên trong một thời gian vừa rồi thì mình vẫn nhận được một số những cái câu hỏi của các bạn khi mà các bạn theo dõi kênh mình rất là cảm ơn vì mọi người vẫn nhớ vẫn để lại những bình luận những cái lượt mà subscribe thì nó vẫn tăng lên mỗi ngày mặc dù là rất là chậm nhưng mà mình vẫn là biết ơn mọi người. Và trong thời gian vừa rồi thì mình thấy có nhiều bạn gửi cho mình các cái câu hỏi về vấn đề du học ở Na Uy thì thật sự là từ mùa thu từ cái kỳ Thu năm 2023 là từ năm nay này Tháng 8 năm nay Thì hầu như là Naui đã chính thức dừng cái việc là miễn du học cho sinh viên quốc tế rồi mọi người ạ à. à, Và hiện tại thì hầu hết các trường đại học ở Naui đều thu học phí đối với sinh viên quốc tế Ở hiện tại thì hầu hết các trường đại học ở Naui đang thu học phí Và cái mức học phí mình thấy khá là cao Trung bình là khoảng 120-130 ngàn micron trên một học kỳ một học kỳ nha mọi người tức là khoảng 320 đến 350 trên một học kỳ như vậy là một năm riêng tiền học phí thôi thì khoảng 700 triệu chưa kể tiền ăn uống sinh hoạt nhà cửa vân vân cho nên nếu các bạn nào đang dự tính đi du học ở Na Uy thì mọi người có thể cân nhắc thêm những cái lựa chọn khác những cái quốc gia khác bên cạnh Na Uy ha và nếu mà có về tài chính thông thả về tài chính á, thì mọi người có thể là nghĩ đến Naui nhiều hơn trước đây thì Naui đón mỗi năm rất là nhiều sinh viên quốc tế nhưng mà năm vừa rồi đây thì mình thấy rất là ít tại vì ngoài cái mức học phí thì cái chi phí cho cuộc sống cũng như là cho nhà sinh hoạt vân vân thì bên Naui rất là đắt nữa mức sống ở Naui ở những cái nước mà trong bắc Âu á thì mình thấy cao hơn những cái nước châu Âu khác cho nên là mọi người nên suy nghĩ thật kỹ và tìm hiểu thật kỹ trước khi mà mình nộp đơn đi du học ha. Mọi người hỏi mình là khi mà chọn học nghề ở Na Uy thì nên chọn học nghề nào là là tốt là dễ xin việc. Tại vì mình có là mấy cái video về việc uh, chia sẻ lựa chọn nghề để học và uh, đi tìm việc sau khi ra trường á thì thật sự là để mà trả lời các bạn là học một cái ngành nào dễ tìm việc mà nó lại phù hợp với bạn thì nó cũng khó nữa tại vì trong các cái ngành đó thì mình đã trải qua mình tự trải nghiệm ha năm đầu tiên mình mình học về banunguoba bày ra là làm trong công việc nhà trẻ mình có đi làm ở trong nhà trẻ rồi sau đó mình cũng à, tìm hiểu bên bên cái ngành à hensefort ao bày ra tức là làm trong các viện dưỡng lão làm trong các nơi mà chăm sóc Người già hay là bệnh nhân á, thì mình cũng đi làm ở trong đó một thời gian rồi Tuy nhiên hai cái ngành này nó hơi uh, vất vả so với uh, cái sức của mình Thì mình cảm nhận là như vậy Mặc dù làm trong nhà trẻ thì trẻ con rất là dễ thương Nhưng mà cái việc mà mình phải đứng ở ngoài trời nhiều đi ra mùa lạnh, mùa mưa Trời nắng, trời mưa hay là mùa đông, mùa hè nó cũng như nhau á thì cái việc mà đứng ngoài trời nhiều á mình mình nó không có phù hợp với mình. Thật sự là mình là một đứa rất là sợ lạnh mà. Cho nên là mình thấy nó không phù hợp. Còn khi mà mình đi làm trong uh, viện dưỡng lão á, mình chăm sóc thì nó mình cũng thấy đây không phải là một cái môi trường mà mình thích hợp. Thứ nhất, nói chung là về thực tế ha thì đây là nơi mà mình tiếp xúc với nhiều bệnh nhân với nhiều cái nguồn bệnh cho nên là cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở bên trong nó có thể xảy ra mặc dù là mình sạch sẽ cỡ nào nhưng mà nó vẫn có thể ha. À, cho nên là mình mỗi lần là về nhà chồng con cho nên là mình cảm thấy là nó vẫn không được an toàn. Thứ hai nữa là người uh, Naui người Tây người ta cũng to lớn to cao hơn mình cho nên cái sức của mình mình cũng phải xem xét và thứ ba nữa là đây là một môi trường mà chúng ta sẽ làm theo ca tức là có ca sáng ca tối à, kết thúc là thường là khoảng 10 giờ đó là ca chiều ngoài ra thì còn có cả ca đêm là trực đêm nữa cho nên là mình thấy nó cũng không phù hợp cho nên là sau khi mà trải nghiệm thì mình mới chọn một cái ngành khác đó là ngành trong phòng khám răng thì mình đang học và mình cũng đi làm trong phòng khám răng rồi Thì đến nay thì mình làm mình thấy vẫn ok Công việc trong phòng khám thì mọi người thấy là sạch sẽ Ấm áp, có đứng, có đi, có ngồi Tuy nhiên là đòi hỏi tiếng thì nó hơn một chút Cái độ tự tin cũng như là tiếng độ nhanh nhẹn của mình thì nó hơn một chút Cho nên là cái cơ hội tìm việc nó sẽ ít hơn hai cái ngành vừa rồi mình vừa kể Còn ngoài ra thì những cái công việc giống như là nhà hàng hay là lau dọn thì nó cũng dễ để xin việc mình thấy nó không khó quan trọng là bạn có thích hay không thôi mình đã nói chung là đã trải nghiệm qua hết rồi và mình cảm thấy là cái ngành phòng khám làm trong làm trợ lý trong phòng nha hiện tại thì mình đang ok nên là mình theo học à, tuy nhiên trong một năm vừa rồi thì phải nói là một năm rất là đặc biệt đối với mình mình vừa mới lấy được quốc tịch Na uy như vậy là bây giờ nhà mình đang là cả ba người có quốc tịch na uy rồi mọi người ạ nói chung là rất là vui mình ở na uy sang năm thứ 8 đủ năm thì cũng là đủ thời gian để mình xin quốc tịch được luôn để có quốc tịch thì mọi người có thể xem lại video làm sao để lấy quốc tịch ở na uy ha nôm na là cần có đủ thu nhập thời gian ở đây đủ thì mình sẽ lấy được. Ngoài ra thì phải có yêu cầu thêm tiếng Na Uy nữa và thi môn lịch sử của Na Uy nữa. Đó nhìn chung là bốn cái tiêu chuẩn sơ sơ là như vậy. À, và đồng thời trong cái năm vừa rồi ấy, thì là một năm mà mình quay vào bên trong mình à, dành thời gian cho mình nhiều hơn và hiện tại mình đang có một cái công việc khác. Đây gần như đang là công việc chính của mình đến thời điểm hiện tại. Đó chính là một huấn luyện viên yoga mình đã tập yoga được cũng khá là lâu. À, mình biết đến yoga không nhớ chính xác là năm bao nhiêu nữa nhưng mà hình như là từ năm mười mấy lúc mà mình mới sang đây á là mình bắt đầu mình đi tập yoga tập nha, tập yoga ấy mọi người. Tuy nhiên là tập luyện với tây ở trong cái cái phòng studio ở bên này thì sự khác biệt về ngôn ngữ á, và về cái phương pháp giảng dạy á cho nên là mình không cảm nhận được nhiều thì sau đó mình có nghĩ mình có nghĩ thì sau này mình lại tìm lại yoga và mình lại tập một lần nữa thì cuối cùng mình thấy nhận ra được rất là nhiều những cái giá trị khi mà mình tập về yoga cân bằng tại vì ở bên này á, mọi người biết là cuộc sống ở bên này khá là khó khăn thời tiết thì khắc nghiệt công việc thì mình phải trải qua những cái công việc tay chân đó mọi người cho nên cũng khá là vất vả cái công việc báo chí của mình thì bên đây mình đã bỏ từ lâu rồi, cho nên là mình bắt tay lại vào một cái công việc khác và mình gặp rất là nhiều những vấn đề về sức khỏe à, bị mất ngủ này, hơi trầm cảm này. À, những năm đầu mà à, khi mà công việc không như ý, thời tiết thuận lợi nói chung là mọi thứ đảo lộn hết thì có những cái dấu hiệu trầm cảm nhẹ, rồi à, thêm nữa là mất ngủ rất là lâu, rất là thường xuyên, kinh niên luôn ấy À, mà mỗi lần nhất là mùa đông về á, thì cái độ mất ngủ của mình á nó càng uh, bị nhiều hơn nữa mình than vãn rất là nhiều nên là đợt đấy rất là stress và sau này khi mà mình tập luyện về yoga thì nó mình thấy nó thay đổi rất là nhiều trong tâm trí trong suy nghĩ về sức khỏe thân thể về cảm xúc luôn Uh, sức khỏe của mình tốt lên này, chân của mình ngày xưa bị đau đầu gối thì hiện tại đã hết, mình đã có thể làm quen lại với bộ môn chạy bộ, uh, đi bộ không còn bị đau gối nữa, uh, không còn mất ngủ nữa, thậm chí là còn ngủ nhanh hơn cả chồng. Uh, tiếp theo nữa là cũng ăn ngon, thấy vui vẻ hơn, đời sống nói chung là được cải thiện lên rất là nhiều. thì mình đã học sâu thêm trong một năm vừa rồi, mình vừa học ở trên trường và mình cũng vừa tập trung hai phần trăm hai phần trăm để mình học thêm về con đường chuyên sâu huấn luyện viên Yoga về phục hồi cân bằng thì hiện tại là mình đã tốt nghiệp 500 giờ huấn luyện viên chuyên sâu về Yoga phục hồi cân bằng và hiện tại là đang dạy chủ yếu là dạy online thì mình cảm thấy đây là một cái sự lựa chọn rất là may mắn và nó giống như là mở ra một cái con đường mới đối với mình một năm 2023 khá là thuận lợi và tương đối là mình cảm thấy hài lòng. À, có thể nói đó chính là lý do vì sao mà hiện tại mình không có thời gian làm video nữa. Tại vì mình mỗi ngày mình dậy và mình liên tục học á, học thêm khóa này khóa kia để mình update thêm những cái kiến thức về yoga phục hồi cũng như là nhờ có việc giảng dạy mà mình được gặp được tiếp xúc với rất là nhiều các học viên ở mọi nơi tại vì đây là yoga online cho nên chúng ta có thể kết nối toàn cầu và đồng thời cũng có một số bạn biết mình cùng theo học yoga nhờ vào qua cái việc là xem kênh Mianavi á, ủng hộ mình á cho nên là mình rất là cảm ơn các bạn một lần nữa thật sự là rất là biết ơn luôn á và trong một năm vừa rồi thì cuộc sống của mình xoay quanh là như đó mình hy vọng là mình đã có thể truyền thêm một động lực nào đó ít nhiều đến những bạn mà đang ở nước ngoài giống như mình hy vọng là các bạn có thể tìm thấy một cái mục tiêu sống một cái con đường sống luôn luôn không ngừng phát triển bản thân của mình nâng cấp bản thân của mình để phát triển hơn mỗi ngày mỗi ngày tiến bộ hơn ngày hôm qua khác hơn ngày hôm qua và đáng yêu năng lượng tích cực tràn đầy hơn ngày hôm qua vậy là vui rồi và video ngày hôm nay mình chia sẻ đến đây là xin kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe với mình ha nếu mọi người có thêm những cái câu hỏi gì thì cứ vui lòng gửi cho mình nhắn tin cho mình mình sẽ trả lời xin chào và hẹn gặp lại mọi người